Sau đây là trận đấu giữa Hải Đế Ca Cư và Hải Vương Sam Quân. Người nào có tốc độ và sức mạnh thì sẽ chiến thắng thôi. Sơ hở. Nani? Trận đấu kết thúc. Xin ông cho biết làm sao mà ông có thể chiến thắng một trận đấu có thể dễ dàng đến như vậy được. Đó là do là tôi đã mua Robux giá rẻ từ shop cài game giá rẻ. Hello, xin chào các bạn, lại là Quý Trân Gamer và YouTuber mượn ạc số 1, YouTuber chơi Nupturo số mấy Việt Nam không biết. Hôm nay thì có cái gì hot? Hôm nay tôi đã được 6.218 kim cương, làm toàn là 6.000 kim cương và đang bán. Không, đừng quan tâm tới con 5 sao, đừng quan tâm tới Ruli. Đây, con 4 sao, đang bán con Good. Con này là nó kiểu như nó ăn nhiều thịt quá thì nó sẽ bị bệnh Good nha. Bệnh Good là bệnh của nhà giàu đó, và do đó là ai muốn mua con Good này cũng phải nhà giàu mới mua nổi, kim cương phải nhiều nhiều mới mua nổi. Do đó em ấy có tên Good. Good là cái bệnh mà mình ăn nhiều thịt quá hoặc nhiều hải sản quá đó, thì xương mình nó bị sao mà kiểu là không có cử động được, người ta gọi là bị bệnh Good đó anh em. Và đây là con Good nè, con Good nè, thì con Good này tôi cũng có được vài con rồi, còn ba cái tên lửa này chưa bắn nữa, để dành đi, thì nào quay nhiều nhiều để dành bắn lần luôn. Tôi được ba con Good rồi. Nguyên liệu thì có thể để dành sao, hoặc cùng lắm thì tôi farm khô máu tôi đi tới cái map đó luôn cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là cái này organ mà ta, đâu phải Good đâu. Hình như organ tên là Good hay sao đúng không? Như vậy đó. Admin đổi tên từ lừa mà kiến thức anime lại có hạn nữa. Còn bãi con nữa, bãi con Good nữa. Good đi ha, kêu đó là Good đi. Tôi không biết phải nói là Good không hay là thằng nào Good nữa. Bây giờ chỉ tiêu là với 6.000 kim cương phải kiếm bãi con Good đó, bãi con organ đó. Rồi kiếm đàn organ ha. Khả năng cao là chắc 5 sao nhiều lắm đó anh em. Khi mình muốn mua 4 sao á, nó sẽ ra 5 sao. Khi mà mình cần 5 sao nó ra toàn 4 sao à. Admin biết cách tiêu người ta lắm. Ở dưới thì nó bán toàn những con huyền thoại không nào. Luffy, Naruto, Zoro, toàn những con huyền thoại không. Bây giờ tôi sẽ dứt nha. Để coi là mình mua được bao nhiêu lần. Không biết có 6.000 kim cương có thể kiếm được hay không. Wow, một em. Nếu mà một lần mà được một đứa gì thì tôi cũng hạnh phúc vô biên, hạnh phúc như điên rồi đó. Nhưng mà chắc còn hơi khó đó. 6.000 kim cương. 6.000 kim cương này tôi cũng tích rất giả lắm. What? Hình như là tông não tôi mặc định tôi đang suy nghĩ là 5 sao hay sao. Nên nó ra 4 sao nhiều anh em. Mới vô một con Good là thấy ham rồi đó. Ê, lít nhanh cho đây. Được rồi, còn em nào nữa không? Không. Ra Broly cũng được, nói chung được hai con Good chứ mỗi lần ra ăn con là cũng mừng rồi anh em. Vậy là còn 5 con nữa, 5.000 cho 5 con. Kiểu như đâu rồi? Tôi biết ngay mà, 5 sao anh em. Không ra 4 sao, nó ra 5 sao. Ra đúng nè anh em, để ý nè. 3 sao. Naruto 3 sao, bên đây 3 sao. 4 sao thì có Broly, 5 sao thì có này, Luffy thì có hầu hết là có tất cả, đúng không? Mất con thiếu con Zoro với cái con mình cần thôi anh em, tức là nó chỉ né đúng cái con mình cần thôi nha. Còn cái con mà không cần nó ra đó là đó, Fireman nó không cần nó ra, nó né đúng cái con mình cần luôn. Amin chơi chiêu lắm. Tiếp đó nói chửi Amin rồi, Amin cho ra ăn con vô. Wow, cái này là vô một mẻ lớn luôn. Hồi nãy là một con Good, bây giờ một gan đi, giờ một hai ba con một gan nữa là được bốn con organ, hình như là chỉ thiếu có một con organ nữa thôi anh em. Tính ra là nhân phẩm tôi hơi bị cao luôn á ta. Để lên coi lại cái lần còn bao nhiêu con organ. Còn đúng một con organ nữa thôi à. Mà không biết con organ này với 4.400 tiền nó có ra hay không. Mua nhân 10 luôn nha. Tôi không có tiếc tiền đâu, chơi khô máu luôn. Biết ngay mà không ra nè. Rồi mình mua một để coi mua xuống chừng nào 3.000 kim cương mà không ra thì tính sao. Mua một con thôi ha. Còn một con à, nhưng mà một con thì nó hơi hiu đó. Không ra. Amin điểm thối lắm. Con mua hoài không ra. Ơi, ra 4 sao Rolly rồi. Phát nữa. Bỏ đi. Thôi để tôi mua 10 lần nữa nha. 10 lần nữa là tôi có luôn Fireman. Thêm một con 5 sao nữa. What? Còn đúng một con mua hoài không ra. Nó né rồi. Rồi tôi mua một lần 10 phát đi. Là 10 phát cho nó có tỷ lệ cao nè. Mua một con nó khó ra à, sao? Nó lại ra Fireman được. Nó né anh em coi nè. 3 sao nè,
3 sao có hết luôn nha. Zoro, Naruto, Luffy. 4 sao có một con Rolly. 5 sao có luôn một con Fireman à. Đúng cái con mình không cần luôn á. Chỉ đúng con duy nhất con mình không cần thôi. Và mình còn một con thôi. Mà Armin chiêu ngươi vậy nè anh em đó. Armin chiêu ngươi dữ lắm luôn thấy không. Rõ ràng là mình cần đúng con Groot luôn. Nó né đúng một con của mình luôn. Không hiểu nổi nha. Cái bạn có 6 con nữa ra đúng 3 con, 5 con. Còn con mình cần nó không ra. Phát nữa coi. Ý thường thường là mình chê Armin, Armin nó sẽ cho ra. Wow, được hai con. Được rồi đó, giờ không chửi nữa đâu. Nói chung là sau khi 6.000 thì còn được 2.400 cho 2.500 đi. Bây giờ cũng lên 2.500 nè. Summon 84 lần nha. 84 lần thì tôi đã có được good 5 sao. Vấn đề còn lại chỉ là không khi nào nó bán nguyên liệu thôi. Chứ farm là cái chuyện nó quá xa xỉ rồi. Cái map này tôi chưa thấy tới luôn á. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà tôi đi tới map này chắc phải tốn vài tuần. Không biết chừng nào mới phá đảo được cái map này nữa. Rồi, nhưng mà hôm nay là để cho các bạn thấy là Armin chiêu ngươi người ta rõ ràng đúng không. Nên mua cái chỗ này 5 con. Mua được 4 con. Còn cái con mình cần không bao giờ ra. Nó làm mấy cú vậy luôn á. Hay vậy đó. Fireman, vô coi Fireman được bao nhiêu con ha. Fireman đâu rồi. 4 em à. Tôi có sẵn một em mà tôi up lên level 80. Còn 3 em, tức là chỉ được 3 em 5 sao thôi. Thì như vậy là hên rồi. Có nhiều ông YouTuber ổng chụp hình cho tôi coi. Trời ơi, quay bãi con râu trắng. Up mà quay tới bãi con râu trắng mới ra. Tôi quay vậy là hên lắm rồi anh em. Vậy còn lại chỉ là hóng khi nào nó bán thôi. À, cũng hơi chua ha. Bây giờ hóng khi nào nó bán nguyên liệu nè. Mấy con nguyên liệu này thì nó xa vời quá. Thôi thì nói chung là có được cái con này là ngon rồi. Nguyên liệu là chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cùng lắm mình farm. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại là những video Nub Tutorial tiếp theo.